Xin chào tất cả các em thân mến. Hôm nay cô Loan sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tiếng Việt trong bài học số 1, Tôi và các bạn, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hay quý thầy cô giáo, thấy hay hãy đăng ký kênh cho cô Nguyễn Loan dạy học ngữ văn để đón xem những video hay nhất. Và nhớ nhấn vào quả chuông để được nhận những thông báo khi có video mới. Cảm ơn quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh đã đăng ký kênh cho cô. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các em đi theo các bước. Bước thứ nhất là bước khởi động. Bước thứ hai là hình thành kiến thức. Và bước thứ ba là phần luyện tập. Chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập trong sách giáo khoa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học. Chúng ta sẽ vào phần thứ nhất, đó là phần khởi động. Với phần khởi động này, các em sẽ làm bài tập nhanh cho cô. Các em hãy giải thích nghĩa của từ trách nhiệm. Trong câu văn, mình có trách nhiệm với bông hồng của mình. Đấy, các em chúng ta giải thích cho cô từ trách nhiệm. Như vậy, chúng ta thấy từ trách ở đây có nghĩa là phụ trách. Nhiệm có nghĩa là gánh vác và đảm nhận. Cái phần việc mà mình phải gánh vác và phải chịu kết quả, tức là tốt hoặc là xấu của cái việc đó. Đấy, như vậy đấy là trách nhiệm. Các em chúng ta vừa cùng với cô làm bài tập liên quan đến cách giải thích nghĩa của từ. Chúng ta cùng vào bài học hôm nay để hiểu hơn về nghĩa của từ và biện pháp tu từ. Đó là bài thực hành tiếng Việt, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là phần củng cố kiến thức. Như vậy, về kiến thức ngày hôm nay, các em chúng ta cần nắm đó là nghĩa của từ và biện pháp tu từ so sánh và từ ghép và từ lấy. Chúng ta vào phần thứ nhất, đó là nghĩa của từ ngữ. Nào, vậy các em chúng ta cùng nhau nhắc lại kiến thức liên quan đến nghĩa của từ ngữ. Chúng ta thấy có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính. Cách thứ nhất đó là trình bày khái niệm mà từ biểu thị. Cách thứ hai là đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc những từ trái nghĩa với từ cần giải thích. Đấy, như vậy để hiểu thêm nghĩa của từ, chúng ta có các cái phương tiện để giải thích nghĩa của từ. Đó là gì? Những cái phương tiện mà chúng ta dùng để giải thích nghĩa của từ, đó là từ điển. Chúng ta sẽ dùng từ điển để giải thích nghĩa của từ. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ đoán nghĩa của từ dựa vào câu văn, đoạn văn mà từ đó xuất hiện, hoặc là dựa vào những cái từ ngữ trước hoặc từ ngữ sau những cái từ ngữ đó để chúng ta có thể đoán nghĩa. Và đối với từ Hán Việt thì có thể giải thích nghĩa từng thành tố cấu tạo nên từ. Đấy là đối với từ Hán Việt. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là biện pháp tu từ so sánh. Như vậy, về khái niệm của biện pháp tu từ so sánh, chúng ta hãy nhắc lại khái niệm của biện pháp tu từ so sánh. Đó là gì? So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác dựa trên những điểm tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Như vậy thì các từ thường dùng để so sánh như là như, như là, tựa như, rồi hơn, rồi kém, rồi là gì? Thua, bằng, hoặc là gì? Khác nào. Đấy, đấy là các từ mà dùng để so sánh. Như vậy cô đưa ra một cái ví dụ là chỉ ra và nêu tác dụng của phép so sánh trong câu. Còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc. Đấy, đây câu này là câu nói của cáo trong văn bản nếu cậu muốn có một người bạn. Như vậy thì chúng ta thấy phép so sánh ở đây đó là tiếng bước chân của hoàng tử bé được so sánh với tiếng nhạc, được so sánh với cái tiếng một cái âm thanh du dương và mang cảm xúc. Đấy là cái phép so sánh. Như vậy thì nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng đó là so sánh như vậy để thấy được cái tiếng bước chân của hoàng tử bé nó gần gũi, nó ấm áp, nó quen thuộc đối với cáo. Đấy, so sánh với tiếng nhạc. Đúng nào? Như vậy thì nhờ vậy sự gắn bó, yêu thương, những cái điều tưởng như nhạt nhẽo, ai cũng giống ai, lại trở nên đặc biệt và đầy ý nghĩa. Đấy, đó là cái phép tu từ so sánh ở trong câu văn. Chúng ta sang phần thứ ba, đó là phần từ ghép và từ lấy. Như vậy, từ ghép là gì? Từ ghép
là từ phức được tạo nên bằng cách ghép các tiếng. Giữa các tiếng thì có quan hệ với nhau về nghĩa. Đấy, như ví dụ như tiếng nhạc, bánh mì hay là vàng óng, đấy là những từ ghép. Còn từ láy là cũng là những cái từ phức mà các tiếng chỉ có quan hệ với nhau về về âm. Như vậy, về âm thì có thể là lặp lại âm đầu hoặc là vần, hoặc là lặp lại cả âm đầu và vần. Đấy, cô ví dụ như thế là bồn chồn, lo lắng, phàn nàn. Đấy, như vậy các em cùng với cô vừa đi xong phần củng cố kiến thức. Chúng ta sẽ sang phần luyện tập về bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta đó là gì? Đó là hóa trong cảm hóa là yếu tố thường đi sau một yếu tố khác. Có nghĩa là trở thành, làm cho trở thành hay làm cho có tính chất mà trước đó chưa có. Hãy tìm một số từ có yếu tố hóa được dùng theo cách như vậy và giải thích nghĩa của từ đó. Đấy, như vậy chúng ta thấy là từ hóa trong cảm hóa nó có những yếu tố khác. Như vậy chúng ta thấy cái từ hóa, từ cảm hóa, từ cảm ở đây đó là cảm xúc, là tình cảm, tức là gì? Tức là làm cho rung động. Còn cái từ hóa ở đây đó là biến đổi, biến hóa, tức là gì? Là trở thành, làm cho trở thành hay là làm cho cái tính chất mà trước đó nó chưa có. Đấy, vậy thì cảm hóa nó làm cho xúc động, làm cho gì? Nghe theo và chuyển biến theo hướng tốt. Đấy, đấy là cảm hóa. Như vậy, chúng ta thấy là có một số từ mà có yếu tố hóa được dùng theo cách như vậy. Đó là gì? Đó là tha hóa, xã hội hóa, rồi là gì? Nhân cách hóa, đồng hóa, trẻ hóa, rồi là hiện đại hóa hay là công nghiệp hóa, vân vân và vân vân. Như vậy cô sẽ đi giải thích một số từ. Đó là gì? Từ tha hóa. Tha hóa ở đây có nghĩa là gì? Biến thành cái khác, mang đặc điểm trái ngược và đi xuống với cái bản chất vốn có. Đấy. Và nhân cách hóa nghĩa là gì? Nghĩa là gán cho cái loài vật hoặc là cái vật vô tri cái hình dáng, cái tính cách như là con người. Đó là nhân cách hóa. Rồi còn đồng hóa. Đồng hóa nghĩa là làm thay đổi bản chất cho giống của mình. Đấy, giống như là của mình. Đấy. Còn trẻ hóa. Trẻ hóa chúng ta thấy là làm cho cái thành phần gồm có nhiều người trẻ hơn. Đó. Có thể là để có nhiều những cái nhân tố tích cực hơn. Đấy là trẻ hóa. Đấy, như vậy cô cùng với các em vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Chúng ta sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta đó là gì? Hãy đặt một câu với mỗi từ sau, tức là từ đơn điệu, kiên nhẫn và từ cốt lõi. Như vậy thì đối với các cái từ này, trước tiên chúng ta hãy giải thích nghĩa của các từ sửa soạn, cốt lõi, đơn điệu, trống rỗng, là kiên nhẫn. Và chúng ta đặt câu với mỗi từ đó là đơn điệu, kiên nhẫn và từ cốt lõi. Như vậy chúng ta lần lượt đi giải nghĩa của các cái từ này. Sửa soạn. Sửa soạn có nghĩa là chuẩn bị, sắp đặt trước để làm việc gì đó. Đấy. Còn cốt lõi. Cốt lõi ở đây đó là cái chính, cái quan trọng nhất. Đấy. Còn đơn điệu. Đơn điệu ở đây là chỉ có một sự lặp đi lặp lại, ít thay đổi. Tức là gì? Tức là cuộc sống đơn điệu. Đấy. Còn từ trống rỗng. Trống rỗng ở đây là gì? Không chứa đựng cái gì. Đấy, không chứa đựng cái gì là trống rỗng. Còn kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở đây đó là bền bỉ, nhẫn nại, dẫu có gặp khó khăn trở ngại thì vẫn là kiên nhẫn. Đấy là nghĩa của một số những cái từ ngữ. Vậy thì chúng ta hãy đi đặt câu, đặt câu cho những cái từ này. Như vậy đối với từ cốt lõi thì chúng ta có thể đặt câu như sau. Đó là gì? Điều cốt lõi của tình bạn là trân trọng và yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đấy, đấy như vậy là đấy là ví dụ từ cốt lõi. Còn đối với từ kiên nhẫn thì chúng ta có thể đặt câu là gì? Kiên nhẫn là một đức tính tốt mà mỗi người cần trang bị và rèn luyện. Đấy, hoặc là chúng ta có thể đặt câu với từ kiên nhẫn khác, đó là gì? Tôi rất kiên nhẫn mỗi khi làm bài tập. Đúng không? Vậy thì chúng ta hãy kiên nhẫn để chúng ta làm bài tập, để chúng ta có thể đặt câu với cái từ kiên nhẫn
như cô vừa đặt. À, còn từ đơn điệu thì chúng ta có thể đặt là gì? À, không có bạn bè, cuộc sống chúng ta thật đơn điệu và buồn tẻ biết bao. Đấy, đấy, đấy là câu về đơn điệu. À, còn cái câu về đơn điệu có thể đặt khác đi, đó là gì? Cuộc sống của tôi không hề đơn điệu chút nào. Đấy, rất là tự tin. Cuộc sống của tôi không hề đơn điệu chút nào. Đấy là chúng ta đã đặt câu với các từ trên. À, cô cùng với các em vừa hoàn thành xong bài tập số 2. À, bài tập số 3, à, yêu cầu chúng ta đó là gì? À, yêu cầu của bài tập số 3, à, đó là chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn văn sau. Mình sẽ biết thêm một tiếng bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất, còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc. À, đấy, như vậy thì chúng ta chỉ ra những cái biện pháp tu từ so sánh ở trong đoạn văn này và nêu tác dụng của nó. À, như vậy thì cái biện pháp tu từ so sánh ở trong câu văn này đó là gì? Còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc. Đấy là cái biện pháp tu từ so sánh. Như, tức là so sánh cái bước chân của hoàng tử bé với cái tiếng nhạc. Đấy, như vậy thì nó có tác dụng gì? À, nó có tác dụng đó là gì? Cái hình ảnh so sánh này nó giúp người đọc hình dung rõ hơn về cái sức mạnh của cái tiếng bước chân. Đấy, nó giống như là tiếng nhạc mà nó định hướng cho cáo bước ra khỏi hang. Đấy, và qua đó thì tác giả đã khẳng định cái sức mạnh to lớn của tình bạn. Đấy, giúp cho con người là cảm nhận được bằng cái trái tim, vượt qua khỏi nỗi sợ hãi. Đấy là tác dụng của cái biện pháp so sánh trong câu văn đó. Đúng nào? À, như vậy các em chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3, chúng ta sẽ sang bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta đó là gì? Trong văn bản, nếu cậu muốn có một người bạn, nhiều lời thoại của nhân vật được lặp lại, chẳng hạn cảm hóa nghĩa là gì? Cảm hóa mình đi. Hãy nêu thêm những lời thoại được lặp lại trong văn bản này và cho biết tác dụng của chúng. Đấy, như vậy thì trong bài 4 này, chúng ta thấy các từ mà được lặp lại trong văn bản đó là gì nhỉ? Nhất là gì? Xin chào. Đấy, thứ hai là gì? Vĩnh biệt. Đấy, rồi còn gì nữa? Điều cốt lõi vô hình trong mắt Trần. Đấy, rồi còn gì? Chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của bạn. Đấy, rồi là gì? Bạn có trách nhiệm với bông hồng của bạn. Đấy, đấy là những cái từ mà được lặp lại ở trong văn bản nếu cậu muốn có một người bạn. Như vậy thì nó có tác dụng gì? À, những cái lời lặp lại này nó có tác dụng gì? À, chúng ta thấy là nó có tác dụng là những cái lời thoại lặp đi lặp lại như vậy, nó vừa có tác dụng nhấn mạnh cái nội dung câu nói. À, nó nhấn mạnh cái nội dung câu nói và nó tạo cái tính nhạc, cái tính thơ cho cái văn bản. Đấy, nó tạo tính nhạc, tính thơ cho các bạn, cho cái văn bản nếu cậu muốn có một người bạn. Đây cũng là một nghệ thuật rất là đặc sắc của nhà văn Saint-Exupéry. Chúng ta sang bài số 5. Bài số 5 yêu cầu chúng ta đó là viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, trình bày cảm nhận của em về nhân vật hoàng tử bé hoặc là nhân vật cáo. Và trong đoạn văn thì sử dụng ít nhất là 2 từ ghép và 2 từ lấy. Đấy, như vậy thì chúng ta viết về đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu. À, cô gợi ý cho các bạn, về hình thức thì chúng ta có thể viết là một cái đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu. Nào, và trình bày nội dung của nó đó là trình bày cảm nhận về cái nhân vật cáo hoặc là nhân vật hoàng tử bé. Và một cái yêu cầu nữa đó là gì? Trong cái đoạn văn đó thì phải sử dụng 2 từ ghép và 2 từ lấy. Đấy. Sau đây cô sẽ có đoạn văn mẫu và các em chúng ta theo dõi nhé. Nhân vật hoàng tử bé trong cuốn truyện cùng tên của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry chính là hình ảnh của trẻ nhỏ. Dưới con mắt của cậu, mọi thứ đều hồn nhiên, nhí nhảnh và đáng yêu. Vượt qua khoảng cách về địa lý, hoàng tử bé gặp con cáo ở trái đất và có tình bạn thật đẹp. Đấy. Quá trình hoàng tử bé cảm hóa con cáo dạy cho em cách để có thêm những người bạn. Từ đó em biết phải có trách nhiệm, phải
phải dành thời gian cho những gì mình yêu thương để thực sự gần gũi, thấu hiểu và chia sẻ. Em nhớ mãi những câu nói mà Hoàng từ bé nhắc lại lời con cáo để tự nhắc nhở chính mình. Như vậy, cô vừa có một đoạn văn mẫu, các em có thể tham khảo các đoạn văn mẫu này. Các em thân mến, qua bài học cô đã hướng dẫn các em bài thực hành tiếng Việt trang 26 sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1. Qua bài học này, các em nắm được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của một số từ ngữ có yếu tố Hán Việt đó. Và tích cực hóa vốn từ, đó là gì? Đó là đặt câu với các từ cho trước. Và các em nhận biết và nêu tác dụng của một số cái biện pháp tu từ so sánh đặc sắc trong văn bản nếu cậu muốn có một người bạn. Bài học thực hành tiếng Việt trang 26 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo, các em đã chú ý lắng nghe. Chúc quý thầy cô giáo và các em học sinh có một sức khỏe thật tốt, học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô và các em trong video lần sau. Thank you.